Rồi, từng hai. Được, tổ sẽ phù hộ cho em. Liên đoàn võ cổ truyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, anh Đức nếu như không nhầm. Thằng Minh Đức hay thằng anh Đức gì đó. Đang là vận động viên của Vũng Tàu, nhưng mà hiện anh đang là một công nhân lái máy xúc tại cảng biển ở bên quận 7. Đấy là lần gần nhất Hải chia sẻ với mình như vậy. Trọng tài không công nhận vào tình hình.
được chủ tịch qua cho thì cái này thứ hai cầu thủ trả áo xanh thắng. Trừ một điểm. Chọn vài nhiều cách khác là sẽ trừ một điểm. Giám định chủ tịch công bố kết quả hiệp hai. Hiệp hai là tăng tăng nhỏ. Mà em sẽ giữ được cần nhưng đầu tháo cũng đang làm được kết quả trận đấu của bóng sinh vừa góp đỏ chào anh, chào anh. Hà bộ. Không cố ý. Nghe cóc ấy. Đấy thốn đấy. Đấy thì không khiển trách được. Đòn đấy là đá theo đúng bài, đúng luồng. Nó bắt chân xong rồi nó gạt ra nó đá, chứ không phải đá hạ bộ đâu, trọng tài. Ép à? Khả năng có hiệp 3.
xem trọng tài phán sao. Hải chọn tư thế ngồi nghỉ đây, như vậy là Hải cũng linh cảm là thế sẽ có hiệp 3. Alo. Chưa nhìn luôn, đang làm sao đây, hình gì đây? Là đủ luôn rồi đúng không? Có cần phải xem lại một lần nữa. Cảm ơn trợ lý. Rồi. Giám đốc chuẩn bị công bố kết quả. Hiệp 2 xanh nhám và trận xanh nhám 12 vận động viên về giữa đài nghe công bố. Mười triệu của cái gì? Đang cái tiếng loa to rồi, sao sao sao, nói đi, nói lại khúc đấy đi.